Nhân kỷ niệm ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6, sáng nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, công ty cổ phần kỹ thuật Xin tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp hệ thống nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2. Công trình nâng cấp hệ thống nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2 được xây dựng trên diện tích 9.000 m2, có vốn đầu tư 280 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, khởi công từ tháng 6 năm ngoái công suất xử lý 1050 m khối một ngày đêm. Đây là công trình có công nghệ tiên tiến nhất của Việt Nam, kết hợp xử lý sinh học, yếm khí, thiếu khí, hiếu khí MPPR, MBR và các phương pháp xử lý hóa lý. Chất lượng rác sau khi xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam. Với việc hoàn thành đưa vào vận hành giai đoạn 2, nhà máy xử lý nước rỉ rác tại Ba Rác Khánh Sơn có tổng công suất 1.750 m khối một ngày đêm. Như vậy, tổng hai giai đoạn, Đà Nẵng đã đầu tư gần 370 tỷ đồng cho dự án nâng cấp hệ thống nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn từ nguồn ngân sách thành phố, cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn. Tại lễ khánh thành, công ty cổ phần kỹ thuật Sin đã tặng 50 triệu đồng cho nhân dân phường Hòa Khánh Nam và trồng cây hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2021.